Ngay sau khi thông xe một ngày, công trình cầu vượt Mỹ Thủy ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều vết nứt và trồi nhựa. Đây là một dự án trọng điểm nhằm giảm kẹt xe cho khu vực cảng Cát Lái. Do vậy, chất lượng công trình luôn được dư luận đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, đại diện chủ đầu tư cho rằng đây không phải là sụt lún hay trồi nhựa. Chỉ sau một ngày đưa vào sử dụng, cầu vượt Mỹ Thủy quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, cây cầu được đầu tư 200 tỷ đã biến dạng thế này. Đoạn trồi lún xuất hiện tại khu vực đổ dốc cầu theo hướng từ quận 2 qua quận 7, dài khoảng 10 mét ở cả hai làn ô tô. Đại diện chủ đầu tư cho rằng đây không phải là sụt lún, chỉ là do thi công chưa hoàn chỉnh. Lý do tại sao chúng tôi chưa thể thi công được đủ bề dày đất kết cấu là do chúng tôi mới chỉ thi công theo cao độ của đường tạm để cho các phương tiện ô tô vẫn có thể lưu thông được từ hướng quận 9 về nút giao thông Mỹ Thủy. Sau khi thông xe, chúng tôi mới có thể đóng được đường tạm và triển khai tiếp tục. Cũng theo đơn vị này, việc thông xe cầu vượt nhằm giảm tải cho các tuyến đường lân cận. Nhưng cao độ đường đầu cầu chưa hoàn thiện nên đã dẫn đến sự cố ngoài ý muốn này. Tuy nhiên, theo chuyên gia giao thông Phạm Xanh, vấn đề hư hỏng không nằm ở các tuyến đường tạm hay lân cận, mà ngay chính trên cầu vượt được gọi là chưa hoàn thiện nhưng đã đưa vào sử dụng. Cái này là cái đường tạm để mà thi công, hay là cái đường này nó là cái đường giai đoạn 1 để sau đó anh nâng lên nữa? Thì anh phải trả lời rõ ràng, có bao giờ cho làm mới làm cái nền đá, mới làm phủ một lớp nhựa mỏng như vậy, 7 phân như vậy mà cho thông xe liền đâu. Như vậy anh chủ quan cái xuất kỹ thuật và anh làm sai tiêu chuẩn. Nhớ lại, chứ không phải là bây giờ chúng ta cào ào đối thừa, né tránh rồi chúng ta vội vàng rồi cào bóc rồi trám lên. Theo tôi không xong đâu, nó sẽ hư tiếp. Hiện đơn vị chủ đầu tư đã tiến hành nâng cấp đoạn hư hỏng đầu cầu vượt Mỹ Thủy. Trong thời gian này, đơn vị thi công sẽ tiến hành đóng mở một số làn đường để sửa chữa. Chúng tôi sẽ triển khai thi công tiếp tục bề dày lớp kết cấu trên từng làn xe của mỗi hướng và các phương tiện vẫn lưu thông được trên làn đường còn lại. Thời gian thi công hoàn thiện phần đường đầu cầu này của chúng tôi dự kiến khoảng 1 tháng rưỡi. Việc khắc phục là điều đương nhiên, nhưng lo ngại của chuyên gia và người dân là dễ hiểu khi hiện tượng sụt lún đã xuất hiện và đây không phải là công trình đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh hư hỏng khi được đưa vào sử dụng chưa được lâu.